Chào quý vị, trong thời gian gần đây đã có rất nhiều những vị khán giả nhắn tin gọi điện cho Hữu Duy hỏi rằng vì sao kỹ thuật viên của Bảo Châu đến nhà khách hàng lắp đặt luôn luôn vặn cục đẩy mắc lên như vậy? Liệu làm như vậy có gây nguy hiểm, gây hại cho loa cũng như là cục đẩy của chúng ta không? Vậy thì ngày hôm nay Hữu Duy sẽ làm một video để trả lời những câu hỏi này của quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Việc vặn mắc cục đẩy luôn luôn là cần thiết và cấp thiết mỗi khi lắp đặt một bộ dàn karaoke. Vậy thì tại sao Hữu Duy lại nói như vậy? Và sau khi tổng hợp thì Hữu Duy sẽ đưa ra 3 lý do chính để lý giải vì sao Hữu Duy khuyên quý vị nên vặn mắc cục đẩy trong thời gian sử dụng. Lý do đầu tiên, vặn mắc cục đẩy để đảm bảo an toàn hơn cho thiết bị của chúng ta. Vậy thì tại sao lại gọi là an toàn hơn, đúng không ạ? Ở đây Hữu Duy lấy ví dụ như một bộ dàn karaoke đang sử dụng ở trong gia đình, phải không ạ? Nếu mà quý vị vặn ở cục đẩy chúng ta ở mức khoảng 50%, đó, mà tiếng nhạc đã nghe rất là ok, tiếng mic nghe ok và đã rất là căng rồi. Nếu mà đang trong quá trình sử dụng ai đó, ví dụ như là trẻ con đi, không biết gì cả, đúng không ạ? Vào vặn nốt 50% còn lại của chiếc cục đẩy của chúng ta. Vậy thì có phải là gây hư hại cũng như là có thể làm cho bộ dàn karaoke của chúng ta đi hết, cháy hết, phải không ạ? Rất là nguy hiểm trong quá trình sử dụng. Và lấy một ví dụ khác như là trong phòng karaoke kinh doanh, nếu mà cục đẩy của chúng ta để ở 50% mà nhạc nghe đã rất là căng, rất là ok rồi, mà chúng ta quên không khóa tủ thiết bị lại, vậy thì khách hàng luôn luôn có xu hướng là nhạc càng phải to hơn, đúng không ạ? Vậy thì thông thường là khách hàng sẽ mở tủ ra và vặn hết cục đẩy của chúng ta lên. Vậy thì có phải là thiết bị cũng như là loa trong phòng hát kinh doanh của chúng ta sẽ đi hết, phải không ạ? Vậy thì lời khuyên là chúng ta nên vặn mắc cục đẩy lên để đảm bảo an toàn hơn cho thiết bị của chúng ta. Và lý do thứ hai, đó chính là để cục đẩy của chúng ta luôn luôn trong trạng thái sung sức nhất khi hoạt động. Đúng, hợp lý. Thông thường nếu quý vị mua cục đẩy hay là một bộ dàn karaoke về thì xu hướng là chúng ta hay để cục đẩy ở khoảng 40-50%, phải không ạ? Điều này thứ nhất là làm cho cục đẩy của chúng ta không trong trạng thái sung sức nhất, đúng không ạ? Không ra được hết mức công suất. Và thứ hai đó là gây nguy hiểm hơn cho bộ dàn karaoke của chúng ta. Vậy nên là quý vị hãy vặn mắc cục đẩy lên, không sợ đâu quý vị nhá. Và cũng có khá là nhiều khách hàng nhắn tin hỏi Hữu Duy là nếu cục đẩy vặn mắc lên như vậy rồi và điều chỉnh hết ở vang số, vậy thì liệu trẻ con nghịch này hay là những người bạn của chúng ta hiểu biết một chút về âm thanh muốn vào chỉnh chọt vang số một tí thì có làm sao không? Dạ vâng, xin thưa với quý vị là không sao hết quý vị nhé. Bởi vì đội ngũ kỹ thuật của Bảo Châu luôn luôn lưu lại những cấu hình cho quý vị rồi. Nếu mà chúng ta có chỉnh chọt bất kể cái gì thì chúng ta chỉ cần tắt đi và bật lại thôi là nó sẽ trở về lại với cấu hình ban đầu, cho nên quý vị không phải lo về vấn đề này quý vị nhé. Và lý do thứ ba đó chính là bộ dàn karaoke của chúng ta rất là dễ bị thừa volume mic quý vị nhé. Thông thường nếu mà cục đẩy của chúng ta để ở 50% mà chúng ta alo, tiếng mic đã ok rồi, tiếng mic đã vừa và rất là hay rồi, mà tiếng nhạc lại bé quá, vậy thì thông thường chúng ta hay nghĩ việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì ạ? Đó là vặn nốt 50% còn lại của cục đẩy, phải không ạ? Vậy thì điều này nếu mà nhạc của chúng ta lên ok thì khi chúng ta mở mic lên sẽ bị thừa volume, thừa gain rất là nhiều và sẽ gây ra hiện tượng hú rít, phải không ạ? Vậy thì với 3 lý do Hữu Duy vừa nêu trên thì chúng ta nên vặn mắc cục đẩy công suất lên để thứ nhất là đảm bảo an toàn hơn cho thiết bị của chúng ta này. Thứ hai là để cục đẩy của chúng ta luôn luôn trong trạng thái sung sức nhất để hoạt động. Và thứ ba là để đảm bảo cho tiếng nhạc cũng như là tiếng mic luôn trong trạng thái ổn định, không giải nào bị thừa quý vị nhé. Vậy thì chúng ta sẽ có những lưu ý gì dành cho những bộ dàn karaoke đang để mức volume của cục đẩy ở 50%? Đầu tiên chúng ta hãy bật hết bộ dàn karaoke lên và sau đó là điều chỉnh chỉ số của music và mic của vang số về 0. Và sau đó là chúng ta sẽ vặn hết, đó, sẽ vặn hết cục đẩy lên, mắc lên. Đó, và sau đó là quý vị hãy bật một bản nhạc lên để thử quý vị nhé. Đầu tiên là nhạc thì chúng ta sẽ bật một bản nhạc bất kỳ lên và sau đó sẽ tăng dần, nhích dần từng chỉ số một của music để xem là với bộ dàn karaoke ngày hôm nay thì với chỉ số bao nhiêu thì nó sẽ có tiếng nhạc vừa, và chúng ta sẽ ghi nhớ chỉ số đó để sau sử dụng quý vị nhé. Còn đối với phần micro thì chúng ta hãy mở micro và tăng dần volume ở trên vang quý vị nhé.
tăng volume ở trên vang và xem chỉ số nào tiếng mic là vừa, và chúng ta sẽ ghi nhớ chỉ số đó. Và sau đó là chúng ta sẽ vào phần mềm của vang số để chúng ta sẽ điều chỉnh gain cũng như là mức âm lượng khởi động bao nhiêu để cho nó phù hợp. Và điều này thì chúng ta thứ nhất là cần phải có một chút chuyên môn kỹ thuật về điều chỉnh phần mềm, và điều thứ hai là chúng ta cần phải trang bị một chiếc máy tính cũng như là phần mềm được chúng tôi đã public hết ở trên website của Bảo Châu Elec rồi. Quý vị cần bất kỳ phần mềm nào thì có thể vào website của Bảo Châu Elec tìm đến đúng tên sản phẩm của chiếc vang số đó và kéo xuống dưới thì sẽ có link tải của phần mềm của chiếc vang số đó quý vị nhé. Và sau đó là chúng ta hãy mở để có thể điều chỉnh lại thôi. Và nếu quý vị không thể tự mình điều chỉnh lại thì có thể gọi ngay đến số hotline của Bảo Châu Elec về hỗ trợ kỹ thuật online, thì kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ quý vị và hướng dẫn quý vị cách điều chỉnh làm sao cho chuẩn quý vị nhé. Và để kiểm chứng việc vẫn mắc cục đẩy không ảnh hưởng đến cục đẩy và loa thì ở đây Hữu Duy sẽ sử dụng một combo đến từ thương hiệu BMB để test thử chất âm quý vị nhé. Chúng ta sẽ có một đôi loa BMB 1212 SE Bass 30 công suất 400W và đặt mắc lên tới 2000W quý vị nhé. Có thể sử dụng tốt được cho không gian từ 30 tới 40m2. Và một chiếc cục đẩy BMB DAD 950 công suất 2 kênh, mỗi kênh 950W để có thể đánh tốt cho đôi loa ngày hôm nay. Vang số BMB KSP 50 và một bộ micro BMB VGP 5000, để bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử là liệu vặn mắc cục đẩy có hại cho loa và chất âm nó sẽ như nào. Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thua em, chỉ còn lại những cánh đồng hoa đơn côi sơ tôi. Anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, sợ người đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi tránh nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Mỗi duyên thơ ra đi chẳng giá thương.
Dạ vâng, thưa quý vị, và quả thực là nếu mà chúng ta vặn mắc cục để lên thì sẽ đảm bảo an toàn hơn cho thiết bị và chất âm nghe hay hơn, phải không ạ? Với combo BMB ngày hôm nay hiện tại đang có mức giá tại Bảo Châu Elec là 71.950.000. Nếu quý vị yêu thích combo ngày hôm nay cũng như là yêu thích chủ đề ngày hôm nay, Hữu Duy chia sẻ là vặn mắc cục đẩy liệu có làm sao không, thì quý vị hãy để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Quý vị đừng quên là cách thức mua hàng cũng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, chúng ta đến trực tiếp 13 showroom của Bảo Châu để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị truy cập vào website baochouelec.com để tìm cho mình những sản phẩm mong muốn. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255, hoặc đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!